Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình tranh thủ xuống sớm, mình làm clip sớm chút. Thì mấy bữa dạy có ai mấy nhiều ba anh em, ba người điện về hỏi về mà uống thuốc đem về con gà đi đóng về. Uống thuốc sao mà cái qua ngày mai gà nó không tiêu. Rồi mốt nó đai luôn. Rồi nói chung là bị toàn lũ thuốc, mà mình hỏi ra toàn lũ uống thuốc tan, thuốc tây không à. Thuốc tây rất là nhiều loại, nhưng mà cái thuốc nào nó cũng có đề cập tới chữ mà tan mỏ bọc. Nào mình sẽ nói gì trong những cái loại thuốc đó. Tan mỏ bọc nè, rồi cái thuốc cái gì mà chống phù nài nè. Ha. Chống phù nài luôn nha nha. Chống phù ha, gì chống phù. Thì sẽ mình giải thích cho cái chống phù là cái gì. Cái tan mỏ bọc. Cái viên tan mỡ bầm á, uống về đấu về bị 1-2 cây cũng vậy, dẫn cho uống 3-4 viên nha. Mình nói về cái chuyện mà uống thuốc tây mà chị tan gà rất là nhiều clip nè, như 3-4 clip lần. Thì có nhiều anh em bị cái tình trạng uống thuốc xong về mai cái gà mình nó sao nó gục luôn. Còn nhiều con bỏ vô giỏ sao đứng lấy gà đứng được. Nói chung nó nhiều lắm, nhiều chuyện để nói gì cái chuyện đó lắm. Rồi hỏi mình cứu sao giờ, mình hỏi ra toàn là người nào cũng uống thuốc tan nhiều lắm. Những lớp trước á, mình đã đề cập tới cái chuyện mà Lincoxin chích cái hàng Lincoxin chích thuốc tan, là Lincoxin đó là của người ta chứ không phải của quay đâu, phải bên gà đúng không. Thì cái hàng Lincoxin của Ấn Độ cũng là cũng có gà nữa, mà anh em chích á, cái liều lượng nói chung là không có biết phân ra được cái thành phần đó là của người mà nó mạnh, rất là mạnh mà anh em cứ đưa vô những con gà không. Cái hàng Lycoxin anh em biết là đó là kháng sinh, không nên chích cho gà. Nên mình nói thuốc tan nha, Lycoxin không nên chích. Những loại Lycoxin mà anh em thường đá gì cái miệng chuyện miệng nha, chích Lycoxin mỗi chích Lycoxin mũi. Mình nói với anh em á, con gà nó đi đấu vậy á, nhiều con nó bị cựa, bị tan, rất là đơn giản luôn mà không bị gì hết luôn, cứ đè ra chích mũi, uống 4-5 viên thuốc, cứ miệng chuyện miệng uống 4-5 viên thuốc rồi con gà qua mê nó chứ chiều thôi, khỏi bà mê nó chút xíu, một tiếng nửa tiếng đồng hồ thấy con gà nó bị tím mồng, cái la gà bị tan nặng. Mình cũng không biết nói sao cho vừa bụng luôn. Miệng chuyện miệng với nhau, anh em phải muốn chích thuốc trị cho con gà mà tan tầm luôn. Anh em phải hiểu về cái thành phần thuốc đó nó mạnh bao nhiêu. Anh em mua tan mỏ bầm là của gì? Hút nhập. Hút nhập nha. Hút pháp mới chịu nha. Kháng sinh là mạnh không mà. Mà đó là những cái viên hút dành cho người ta bị tai nạn này nọ, xe cộ rồi đó, bị thương gì đó, người ta uống. Đúng chưa? Thì cái trọng lượng lúc nào và bác sĩ bên mà dược sĩ người ta thường người ta hỏi là người lớn hay nít. Đúng chưa? Thì anh em đâu có hỏi gì đó, anh em ra cái rồi cái viên đó miệng truyền miệng mà cái viên đó gì vậy. Thì anh em mua thì người ta bán lẻ, tại vì thuốc người ta không kê đơn, bán lẻ, mua nhiều bán nhiều đó. Thì miệng truyền miệng với nhau, ai cũng nói là hay trên mà không hiểu về cái nguyên tắc hút đó, là cái hút tây dành cho người ta trọng lượng bao nhiêu ký, anh hiểu không. Lúc nào người ta phải hỏi bán thuốc là phải hỏi lần nít thì người lớn uống, anh em không hỏi không nói, trong cái đó con gà có 2-3 ký à. Những cái viên hút bổ của người ta cũng không cho gà không được luôn, cho nên biết đừng có nói viên xăm viên bọng gì đây, chứ thuốc của người là không cho ta, không có không dẫn ta không có đưa vô con gà được. Những cái là hút tay tan mỡ bầm bà sau năm rồi cái viên gì nói chung thuốc mình không có sử dụng đó, mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết là tan mỡ bầm bà sau năm là bà sau năm mình em sử dụng nhiều, con gà bị nhẹ luôn, con dẫn uống 3-4 viên gì đó, mà cái tan mỡ bầm mà nhiều anh em chỉ uống 2 viên luôn. Bữa nay mình nhắc về cái chuyện mà chị tan vô gà thôi, cái chuyện hút tay á là anh em dẹp qua một bên chuyện đi. Con gà bị tan mình phải nhắm vô của nó là cái gì, kháng sinh, là cái viên âm bi nha, âm bi 500, mua cái loại rẻ tiền cho nó rẻ ra, là cái liều lượng nó thấp, con gà nó chịu nổi nha, không chích bi luôn. Thường đi ta đá về cái anh em ơi, mua hút bi anh em chích, mà cái hũ bi đó là cho người ta, của người ta, chứ không có con gà là chích bi hết trơn, hiểu không? Chuyện miệng mà bởi nó độc lắm,
rồi con gà đem về cái con gà thấy con gà mình không có bị, nói chung là con gà nó không sao đó, nó bị tan mà vẫn nghe nhẹ thôi, mà cứ đưa về cái đưa vô cái lồng chút xíu con gà nó tím mỏng nó gục liền, nó phê ở trên cái anh em nó bị tan nặng thấm rồi, là thấm thuốc đó, chứ không phải không không tan đó. Mình nói cho anh em hiểu nuôi gà thì anh em nào cứ muốn mình lẫn ném đá sao kệ, nhưng mình nói cho anh em hiểu thôi, chơi gà phải hiểu, cho gà uống thuốc phải hiểu thuốc nó như thế nào, không dùng thuốc tây, không loại dùng đó, thuốc tây chỉ dùng một viên âm bi thôi. Tan máu bầm anh em không hiểu tan máu bầm là cái gì, con gà bị thương bầm chỉ là cần vô nghệ cồn rượu gốc, không phải là nghệ ngâm cồn quét nó tan ở bầm là bị ngoại thương ngoài da, còn kháng sinh là âm bi uống vô là nó làm lành vết thương, làm lành mau khô vết thương. Nhưng mà âm bi không được uống nhiều nữa, một viên âm bi thôi là uống, mà nói gà là nó phê rồi đó, còn em uống một âm bi tan ở bầm bà sau năm rồi viên gì trong cù này là cái viên gì nữa, anh em uống quá nhiều cái phù này á, không có viên nào chống phù này cho gà, cho nên biết cái viên đó là bên người ta công dụng của người chứ không có mình dùng khu y được. Phù là cái gì, con gà cái lớp da của nó là lớp da màng mỡ, hiểu không, da màng nó mỏng có cái màng ở trong, nó không có giống như những con da heo gì hết, nó không có giống, nó khác hết. Nó con gà mà bị thương nhẹ vết thương lỗ nhẹ thôi, nhiều con gà anh em nó đi phơi vô trong cái hàng rào thôi, nó bị quẹt cái thương nhẹ thôi, chày nhẹ thôi, gió vô lù vô phà phình lên liền. Anh em nhiều con gà anh em nói gà tôi không có đá không chơi mà sao nó phì đó, là nhiều khi nó đi ngang cái bụi, cái bụi ga hay là cái gì đó quẹt chúng ít vết thương lỗ nhỏ xíu thôi, gió vô phình cái lâm liền, gió vô là phình liền. Anh em nên nhớ vết thương nhẹ thôi là con gà đủ phì rồi. Thường anh em nhìn những con gà bị phì trong phì ngoài, anh em kiểm cửa đi, nó chỉ vết thương nhẹ ngoài da thôi chứ không có thương nào mà nó bị tan gì nhiều, chứ thương nhẹ thôi, nhưng mà nó phì lòn gió vô nó phình da lên, da gà là da màng anh em hiểu không, nó phình lên chứ không có viên thuốc nào mà đi đá về mà cho uống viên thuốc chống phù này con gà đi luôn, con gà bị thương nhẹ mà mình tự mình xử con gà mình luôn, anh em hiểu không, tự mình hại con gà mình tại mình cưng nó quá. Mình muốn anh em nào cũng vậy, nuôi gà thì nói chung lúc nào muốn con gà nó tốt hết, anh em nói là con gà giá trị cao đủ thứ hết, muốn thuốc cho tốt, nhưng mà tác dụng thuốc là làm gì anh không hiểu, thì mình nói vợ anh không biết anh em hiểu chưa nữa. Nhiều anh em vô nói mình nói vòng vòng hiểu không, nói ít nói nhiều vậy mà chưa hiểu, đừng nói ít. Bởi vì mình anh em đề cập tới cái chuyện mà tại sao mình trốn GMB à, rồi cái mình ưa giới thiệu viên sắc thái nè, anh em hỏi mình sắc thái uống có trị tan là công dụng nó cái gì, công dụng trị tan là cái gì, nó chỉ là mega bổ thôi, thuốc bổ chứ nó không có công dụng cái gì hết trơn. Cho anh em biết sắc thái nè, thường anh em hỏi mình đưa mình ưa nói sắc thái, uống sắc thái viên và GMB thì anh em hỏi sắc thái là nó có cái công dụng gì mà trị tan, nó chỉ là thuốc bổ thôi. Cũng như anh, cũng như người ta, mình ví dụ anh em nè, người ta thôi, lúc nào bị bệnh hay là bị thương bị gì đó mất xuống bác sĩ kêu ăn đồ bổ nhiều vô, lúc nào thuốc của anh em cũng có thuốc bổ đúng chưa, cũng có gì thuốc bổ hết. Mình đề cập vô con gà là cho anh em hiểu, con gà chỉ là uống âm bi và công dụng để uống thuốc bổ làm cái gì, nó nuôi cơ thể nó dùng vitamin, nó mau hồi phục kháng sinh, không có cần kháng sinh nhiều, nó là mau hồi phục, nó tăng sức đề kháng con gà anh em lên. Với trong khi đó con gà bị thương ít khi nào mình cho ăn, mình cần hút bổ. Bởi vì nó tại sao mình nuôi gà bị than không có xuống tay, mình cần bồi bổ đúng chưa, mình cần bồi bổ vô gà để con gà mình nó sức đề kháng nó mạnh lên, nó không bị gục, không bị gục oxy. Còn cái thành phần đi âm bi là nó trị thương ở ngoài, ở trong là nó kháng sinh rồi, nó mau khô miệng mà vết thương đó, hiểu chưa, âm bi đó nha, nó là vậy, công dụng là vậy. Rồi cái gì hút bổ sắc thái á, tại sao mình kiểu uống sắc thái là nó công dụng, nó bồi bổ cơ thể cho con gà anh em á, nó kích thích máu tăng hồng cầu lên và nó bồi bổ cơ thể cơ bắp cho con gà mình, nó đi có vitamin. Thì con người ta cũng vậy, người ta cũng y chang vậy thôi. Bởi tại sao thường những con gà mà bị bệnh bị này nọ, anh em đi ra mà bác sĩ hút y người ta ưa kêu anh em có bê không cho uống vô, là gì, là cho nó tăng sức đề kháng con gà anh em lên đó. Bữa nay mình nói dài dòng cho anh em hiểu, mà biết anh em hiểu không đó nha. Đó. Thì cái âm bi là chỉ là cho nó kháng sinh, nó mau khô
cái mau khô miệng vết thương và nó mau lành vết thương. Còn uống hút những cái loại thuốc khác nó không có tốt cho con gà chỗ nào chứ. Bởi vì mình nói nuôi gà này phải nghiên cứu, anh em phải hiểu về cái nguyên tắc sử dụng thuốc. Thì người ta xuống bị người ta bệnh, anh em xuống bệnh viện lúc nào mình đề cập cho anh em hiểu tại sao bác sĩ đưa thuốc bổ cho anh em uống. Và bệnh đi về nó bác sĩ kêu ăn đồ bổ nhiều vô để làm cái gì? Ăn đồ bổ nhiều vô rằng nó sức, nó vitamin, nó tăng sức đề kháng của mình lên. Anh hiểu không? Tăng sức đề kháng mình lên để mình mau khỏe. Thì con gà mình nghĩ tới con gà nó cũng y như vậy thôi. Cái con động vật nào cũng vậy, cũng phải sử dụng có nhiều cái loại thuốc bổ vitamin và ăn đồ bổ vô. Còn anh em nghĩ khác hơn mình nữa là anh em cái hà bị cựa, bị tan bệnh mới hết, anh em chú vô mồi. Vô mồi là lúc đó cơ thể đang yếu. Tại sao người ta bệnh người ta đang cháo cho nó mau tiêu quá, mau thu. Đó, này đúng không? Và bác sĩ kêu anh em ăn cam nhiều. Ăn cam để làm gì? Có C, tăng sức đề kháng. Nó vitamin trong nó nhiều. Và ăn trái cây nhiều vô. Thì con gà nói chung là mình phải suy nghĩ tới cái chuyện đó. Cái chuyện đề cập cái chuyện đó thì chưa có người nào mà nói gì anh em cho thuốc hút tan mà phải dùng thuốc bổ đúng không? Lúc nào cũng phải có thuốc bổ để nó tăng sức đề kháng con gà anh em lên. Nó tại có ngày cái hở anh em hỏi tại sao mà hút bia chắc khái hoài. Chắc khái có thành phần gì đó chị tan. Anh em không hiểu gì cái chị tan. Tự mình giết con gà của mình nhiều. Con gà bị cựa nhẹ anh em cứ đưa hút vô nhấp trên rồi cái anh em nó cứ đề cập vô là gà mắc tiền. Anh em đề cập vô nó nói là gà mắc tiền. Gà biết nhiêu tiền, muốn sắm nhiêu tiền, nhưng mà tự mình hại nó. Nó bị một hai cây không thể hiệu mà không bị trên, tự cái mình đưa hút vô. Con gà không đủ hút vô, con gà bình thường không bị trên. Đó, cho anh em hiểu. Đâu phải lúc nào uống hút vô, uống hút tay nhiều vô là con gà nên nó khỏe. Mình là không phải bác sĩ. Mình không có nghiên cứu, không có tới cái đó, mình không có đưa hút vô con gà được. Anh em là mình đang nói anh em chứ không phải nói mình nha. Mình đang nói anh em á. Anh em chỉ là nghe miệng truyền miệng với nhau thôi. Nó tác về tác hại như thế nào á, anh hiểu không? Cái liều lượng nó là không phải dùng cho gà. Có khi nào anh em đi ra tiệm thuốc tây á, đi đồ thuốc y á, anh em hỏi con gà uống thuốc tây được không? Người ta đâu có nói, ta cười không à, đúng chưa? Bởi chị tay con gà anh em hấp tấp, anh em muốn là cứu con gà của mình, nhưng nói là con gà mất tiền, sắm gà nhiêu tiền biết không rồi, cái chuyện đó là không liên quan. Tự mình hay mình hay là tự mình hại con gà của mình đó, mình đâu có cứu nó đâu, tự mình hại nó đó. Mấy người điện mình toàn là hỏi ra toàn là uống thuốc tây tùm lum tùm la trên đó. Bữa nay mình nói đề cập cho anh em hiểu tại sao thuốc tây không dùng cho gà được, mà cái miệng truyền miệng với nhau cái viên phù nề đó, cái viên đó mới độc đó, tan máu bầm á, uống hai viên đó cho anh em hiểu. Uống vậy đó mua hút mát không à, có cứu được gà không? Không có cứu được gà nào chứ. Mình đề cập với mình đề cập toàn đề cập những thuốc tan là không có đề cập vô. Mình nó chỉ là vitamin thôi. Cái chai thuốc tan màu đỏ mình đưa bán, mình được đưa lên giao cho anh em. Cái chai đó thực sự ra nó cũng vừa kháng sinh mà nó vừa vitamin luôn. Nó là B. Những loại B lúc nào hút màu đỏ hết. Nên mình nói cho anh em hiểu. Thuốc tan đó là thuốc tan của mình đó mà chai màu đỏ đó là nó là B đó. Cho anh em hiểu. Bởi tại sao con gà bị tan mình chích vô bữa nay là thấy con gà nó khỏe lên, qua ngày mai mình chích mũ nữa nó rất là khỏe luôn. Nó tỉnh con gà lẹ lắm. Tại vì nó có vitamin đồ bổ cơ thể của nó. Và nó có kháng sinh trong nó luôn. Đó người ta pha kháng sinh sẵn trong đó. Nên đó mình nói nè anh em hiểu chưa? Công dụng của cái mà hút bổ lên cho gà. Không có nó hút, không có thường anh em nghe cái đề cập mình hút xăm cho gà. Đó là cái hút của người ta ra tiệm thuốc tây mua. Cái đó là xăm. Là nóng không tốt cho gà, mà liều lượng đó là của người lớn uống. Anh em nhìn cái đề cập cái viên thuốc, cái dĩ thuốc lúc nào mà xăm bổ gì đó là không dùng trẻ em, không dùng cho trẻ em từ 6 tới 12 tuổi không được dùng. Mà anh em con gà là cái liều lượng đó nó quá cao đi, mà anh em tính đi cái thuốc đó về anh em đẩy vô con gà rồi anh em thấy con gà nó khỏe không? Nghe mình nói cho anh em hiểu, đừng có nghe miệng ai chuyện miệng với nhau mà nó làm hại lên cái con gà mình và nó làm sai lệch đi cái cách nuôi con gà. Đó, bữa nay mình nói cho anh em hiểu. Đâu có người nào nói cho anh em hiểu về cái chuyện đó. Nghiên cứu như thế nào mới là thâm sâu. Thâm sâu là như vậy đó, phải hiểu hết lên con gà này biết chưa? Hiểu hết lên con gà, hiểu cái thuốc tác dụng lên thuốc là cái gì, thuốc đó làm cái gì lên con gà.
chứ không phải là mình nói thực tế, chứ không phải là miệng mà nói lý thuyết nhiều cho anh em đâu. Thực tế là nói như vậy. Có ông nào là ông nào lên đây mà nói cái chuyện mà chị tan cho gà thôi, cho gà chưa đó, hiểu chưa? Bữa nay mình nói cho anh em hiểu, thâm sâu chỗ mà chị tan cho gà là cái đó đó, đâu có ai chỉ đâu, anh hiểu không? Người nào cũng chỉ với nhau, nhưng mà phải biết thuốc gì lên con gà nó mới tốt nha. Đó, mình nói anh em vậy đó. Rồi chúc anh em thành công nha.